rất thích chó, nhưng nhà bé không có con nào. Bé đành chơi với Cún, con chó của bác hàng xóm. Bé và Cún thường nhảy nhót tung tăng khắp vườn. Một hôm, Mải chạy theo Cún, bé vấp phải một khúc gỗ và ngã đau, không đứng dậy được. Bé khóc. Cún nhìn bé rồi chạy đi tìm người giúp. Mắt cá chân của bé sưng to, vết thương khá nặng nên bé phải bó bột, nằm bất động trên giường. Bạn bè thay nhau đến thăm, kể chuyện, mang quà cho bé. Nhưng các bạn về, bé lại buồn. Thấy vậy, mẹ lo lắng hỏi: "Con muốn mẹ giúp gì nào?" "Con nhớ Cún mẹ." Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn Cún sang với bé. Bé với Cún càng thân thiết. Cún mang cho bé khi tờ báo hay cái bút chì, khi thì con búp bê. Bé cười, Cún sung sướng vẫy đuôi rối rít. Ngày tháo bột đã đến. Bác sĩ rất hài lòng về vết thương của bé đã lành hẳn. Nhìn bé vuốt ve Cún, bác sĩ hiểu, chính Cún giúp bé mau lành. Bạn của bé ở nhà là ai? Bé và bạn thường chơi ở đâu? Khi bé bị ngã, không đứng dậy được, Cún đã giúp bé như thế nào? Ai thay nhau đến thăm bé? Vì sao bé buồn? Mẹ hỏi bé điều gì? Bé trả lời ra sao? Sang với bé, Cún đã làm gì cho bé vui? Ngày tháo bột, bác sĩ đã hiểu ra điều gì?